Ồ, xin chào anh em ha. Hôm nay nắng quá, nước cạn quá, mình câu câu ngầm các bạn. Hôm nay mình đánh trên cầu, mình đánh xuống luôn. Nắng quá rồi nó không vô bờ các bạn. Nó vô bờ mà không ăn. Hôm nay đánh dế các bạn. Chứ mình mua 10.000 mình bỏ ngang đá mấy bữa nay rồi. Hôm nay mình lấy ra mình quánh luôn ha. Chỗ này nước nó chảy quá, mình đánh chì lớn. Chì 20 các bạn. Chì lớn 20 ha. Còn bên đây là nó chả nó ít chảy hơn thì mình câu chì nhỏ hơn ha. Chì 10. Thôi kia. Dế mình mua 10.000 các bạn. Mấy 10.000 mấy bữa rồi. Giờ mình bỏ lưỡi câu vô. Mình đánh lần hai lưỡi các bạn. Lưỡi câu vô. Lưỡi câu nhỏ à, lưỡi số 7 à. Ở đây chị không cũng không có cá lớn đó các bạn. Câu lưỡi nhỏ thôi. 4 bộ. Cái cầu đó. Đi qua đi lại thôi à, 4 bộ. Mình sẽ cua heo các bạn. Nãy mình mới chạy ra mình mua tiền. Mua tục cục chì các bạn. Giờ mình luồn cái dây vô cũng là móc mồi vô xuống cầu con ngầm các bạn ngầm ha. Lâu mình đi đấy con ngầm hả? Con ngầm ở chiều bên kia ở đây con coi cho ông đó tao coi xe cho sao ở đó tao coi cho. Có câu đâu mà coi. Mới mua cần câu. Mua cần câu hả? Mua nhiêu ạ? 1.1 triệu. À, mua đâu? Mua ngoài quán á. Quán nào? Mua cái thằng viên công viên Ba Chi A. À. Cần ngắn à. 3 mét không? Không. 2 mét mấy. 2 mét mấy hả? Mua đặng mày câu câu đâu? Câu thích câu đâu? Câu mấy cần kia hư hết hả? Hả? Mấy cần kia hư hết hả? Cái gì? Mấy cần kia bị hư hết hả? Hư đâu, chẳng qua thích thì cứ mua, nhưng cần kia sao hư nổi. Mấy bữa lại câu đâu? Câu trong trong chỗ đợt trước ấy. Xong hàng đó, má trong toàn cá to. Câu cái toàn câu có vẩn nữa đâu. Mấy ông kia ông nói đi phải đi đông đông đi, quang. Ông nào? Quang chứ quên Quang. Quang nói đi đông, đi có mình ở. Thằng Quang á? Ờ. Cái thằng Quang thằng miền Tây đi á? Không có. Quang ở đây nè. Ở gần quỹ, phải sao lưng quỹ ban xã Long An á. À cái thằng con nhà Bảy Vân á? Không có ai đâu mà ớn. Má cái chỗ kia cá châu Phi nó không vào kia. Nó vào mà không ăn. Cái đấy nó vào quá trời đấy. Hả? Ở đâu? Má, cái nó liệng liệng chỗ kia kìa, kìa. Nó trống nó không ăn. Nó trống nó vào quá trời kìa, nó không ăn kìa, nó chai kìa. Ở đây á. Má, mới ăn. Mới ăn cá to. Mình luôn hả? Hả? Trong chỗ mày đầy á Phương. Mở hàng đường con anh. Chị
thì lớn quá nè, thì lớn quá nó đỡ trôi hơn. Hỏi hàng được con à? Xích thịt là cho anh em thấy thấy nó gị câu ha. Thế nào tối đây cũng làm con bự à, Hugo à. Thằng bên kia không biết ăn chưa nữa. Rồi mốt trời mưa. Mốt tháng tháng mưa với lại đóng đập lại ngồi để câu sướng á. Câu cá quay phim. Ở đây này, nó ở chỗ chải này. Đó, thì là cạn cạn thì chứ nó ăn rồi nè. Mình ở đây này. Đó. Đấy vậy là thằng này cứu luôn. Chắc câu một cần quá. Câu một cần. Cần nữa chứ quăng qua bên kia. Đó thằng này. Cá lớn là bị rớt luôn. Bị rớt câu luôn. Cá lớn nó bị chặt cho rớt luôn. Bạn bên kia chắc khó ngồi quá.
Hello. Thấy dọn trống chỗ này câu ngon rồi. Thấy dọn trống chỗ này câu ngon. Không. Sạch sẽ rồi. Ơi có trời ơi, đi ra đi câu gì á. Thầy có đi câu đâu á. Chung cá nhỏ đó. Cá nhỏ trắng nãy tay kia câu ở đây dính con cá lăng cầm tay. Thương con cá trắng sẵn á. Chú ăn. Ờ, trắng nhỏ. Con dưới chủ kiếm cá lăng. Tôi mới đợi à. Cái gọi là mày đợi đó. Ăn bánh mì nha ba. Bụng quá. Anh em ha. Mì mì chả lụa. Hồi sáng giờ giờ nó yếu luôn rồi. Rồi các bạn ha. Quá. Bọn có bọn chạy. Thấm nước mắm vô thấm mắm vô trong vậy các bạn. Mùi sáng tới giờ thấm vô mà. Các bạn bạn trai tại này phải có mình phải chuyên nghiệp mình mới trai được.
chứ mình mua gì không biết trời cũng như không, đục nó không không bung ra. Rồi thấy thấy là biết rồi. Thấy là biết rồi. Thấy là biết là phải nghề à. Rồi người ta trong nghề đó các bạn, người ta quăng cái nó bung xè tròn ra xa ra này bạn, này trài vui thôi, trài giải trí. Cá ở đây nó nhợn, thấy cái bóng người là nó chạy lắm. Nó không xè ra, nó không bung xè ra. Ớt nó nhảy xuống tụm á. Ớt á. Con bên đây nè, bên đây quá trời nữa nè. Chỗ cái miệng cống nè. Ôi quá trời luôn. Nè, bây giờ không. Thấy không có con gà nào quá. Hay là lên lá không à. Cái này mình chài, cái này mình cũng ghiền lắm mà không biết chài, không biết cách chài. Quá wow, chuyên nghiệp ta. Bung xè tròn luôn quý vị. Mình thấy thấy ảnh xuống ảnh ảnh đưa chạy lên mình nghi nghi nói cho ông chắc không chạy được rồi. Xuống văng cái nó bung xè tròn luôn.
cái đầu ổng làm động quá, nó chạy hết rồi, chạy hết rồi. Cái đầu mà được xuống như vậy là lụng rồi, cá nước cạn quá, cá nó thấy bóng người nó chạy. Cái kiểu này là dính mộn luôn. Nghe không, nghe giải không? Nghe giải là có à. Giải rồi, lung linh rồi. Xiết lắm, nước đây chạy xiết lắm, là thả cạnh nữa các bạn. Bạn kia bạn gì mình mà thả này chẳng nữa.
Xíu nữa là có hàng à. Cái gần mình gác ở trên cái thành cầu á, cần đó mình câu chì 20, còn cái cần nằm là mình câu chì 10. Nguyên luôn á, cần nằm bạn cá nhỏ con chèn các bạn, mình vừa luyện xuống là nó lại tán liền các bạn, chà bá luôn các bạn. Wow, bự ghê không? Thôi mình qua bệnh đến câu rồi các bạn. Mình nói đẹp mà không ăn hả? Thấy bóng các bạn. Thấy bóng. Con nữa nè, trắng bự chà bá luôn nè. Nó rọi đèn nó không ăn cho nên mình không rọi đèn cho nên mình không quay kìa. Đã kìa, trắng rồi kìa. Hello các bạn. Gì hết các bạn ơi. À đủ rồi. Đủ kho rồi. Mình lên cái bao rồi cho các bạn coi hết. Vậy mình kho đủ rồi. Trời bá không à. Đủ kho rồi ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.